chào các bạn đã quay lại kênh Nguyễn Cao Lâm Gym của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái bài tập liên quan tới cơ ngực. Ở bài tập đầu tiên là bài tập hít đất vô ếch, nó sẽ giúp chúng ta khởi động cơ ngực và phần vai trước. Các bạn lưu ý trong tất cả các động tác hít đất thì chúng ta xuống, hít vô bằng mũi, gồng cơ ngực, đẩy người lên, sau đó thở ra bằng miệng. Lưu ý của động tác này, khi chúng ta nâng người lên thì lưng thẳng và đầu gối cố gắng không chạm đất. Nào, chúng ta cùng tập thử từ 10 cho tới 12 cái nhé. Ở động tác thứ hai này, như các bạn đã thấy là một động tác tập khá nặng. Các bạn mới bắt đầu tập thì nên cẩn thận, có thể bỏ qua động tác này. Vì nếu mà các bạn cố gắng mà tập không đúng thì lúc mà các bạn giơ tay lên nhíp vô thì các bạn rất là dễ đập mặt xuống sàn. Ở clip này mình hướng dẫn các bạn 7 động tác hít đất thì các bạn có thể chọn từ 3 tới 4 động tác để tập trong một buổi tập ngực. Mới bắt đầu thì các bạn có thể chọn những cái động tác dễ, còn khi mà đã quen rồi thì các bạn có thể tập một buổi 7 bài luôn thì cũng ok. Nhưng mà với một vị trí để tay thì chúng ta phải tập 3 hiệp và mỗi hiệp từ 10 đến 15 cái nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn 7 động tác ở 7 tư thế khác nhau là có lý do. Mỗi động tác nó sẽ tác động vào một vị trí của ngực khác nhau. Nếu mà chúng ta tập 70 cái cùng một động tác á, thì nó sẽ không hiệu quả bằng chúng ta tập 7 động tác và mỗi động tác 10 cái. Vì khi tập 7 động tác khác nhau thì toàn bộ cơ ngực của chúng ta sẽ đều được tác động từ ngực trên, ngực dưới, khe ngực, cạnh ngực. Cho nên tập nhiều vị trí tay khác nhau sẽ giúp cho cơ ngực của chúng ta phát triển toàn diện ở mọi góc cạnh. Và một cái nữa là tập nhiều vị trí khác nhau thì sẽ giúp cho chúng ta đỡ nhàm chán hơn trong suốt một buổi hít đất. Chúng ta qua bài tập thứ 5 là để tay trước và tay sau, mỗi tay cách nhau khoảng 20 cm. Tất cả các bài hít đất nó đều vào nhóm cơ ngực và nó ăn thêm vào cả cơ tay và cơ vai, cho nên bài hít đất là một bài rất là lợi hại đối với lại một người tập gym. Nó giúp cho chúng ta phát triển phần trên của cơ thể rất tốt. Qua động tác thứ 6 là một động tác hít đất thông thường nhưng mà chân kê cao lên để giúp tác động vào cơ ngực nhiều hơn khi chúng ta hít xuống. Ở vị trí này chúng ta có thể quan sát được cái tay với cái thân người mình tạo ra một góc khoảng 60 độ. Thì như thế nó sẽ ăn rất nhiều vào cơ ngực. Và tương tự, nếu mà tay với thân người tạo ra góc 90 độ sẽ ăn nhiều vào vai. Còn tay mà khép sát người nó sẽ ăn nhiều vào tay sau. Động tác này nó tương tự động tác thứ nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta bật hẳn lên khỏi mặt đất á, chúng ta phải gồng cơ ngực trên nhiều hơn. Cho nên nó sẽ tác động giúp ngực trên phát triển rất tốt. Nhìn chung, cái động tác hít đất là khá khó và khá nặng. Vì khi hít đất chúng ta gần như đẩy khoảng 70% khối lượng của cơ thể nha các bạn. Tiếp theo các động tác hít đất thì mình lựa chọn 2 động tác với tạ đơn để tập tác động vào cơ ngực. Ở động tác banh cơ ngực này chúng ta cũng tập 3 hiệp, mỗi hiệp từ 10 cho tới 15 lần. Động tác này là tập khe ngực nha các bạn. Chúc các bạn có một cái rãnh ở giữa ngực. Xuống thì chúng ta hít vô, lên chúng ta thở ra. Đây là một động
tác vô cùng lợi hại khi mà kết hợp với cả động tác hít đất, nó sẽ giúp cho phát triển cái khe ngực rất tốt. Và động tác thứ 9 là động tác cuối cùng của cái buổi tập ngày hôm nay, mình sẽ ép cơ ngực. Thực chất cái động tác này chúng ta cũng có thể hít đất mà để hai tay sát người, nó sẽ vừa ăn vào cơ ngực và vừa ăn vào tay sau. Với bài tập này chúng ta cũng tập 3 hiệp với mỗi hiệp là từ 10 cho tới 15 lần. Tập xong động tác này chúng ta có cảm giác là cơ ngực của chúng ta rất là nhức vì nó ăn rất nhiều vào phần ngực luôn á. Kết thúc clip tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và một subscribe. Các bạn có ý kiến gì hãy comment phần bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.